Sống lời Chúa. Thứ năm tuần 20 thường niên. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 22 câu 1 đến 14. Bài tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta dụ ngôn về tiệc cưới. Nước trời cũng như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng, này cỗ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi. Kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn, còn kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết. Lời mời gọi đến dự tiệc cưới là một hành động hoàn toàn tự do và tốt lành của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta chia sẻ niềm vui nước trời và Ngài tôn trọng sự tự do tham dự của chúng ta. Những người khác được mời từ chối và trở nên bất xứng khi họ có thái độ coi thường, hạ nhục và giết chết những người đầy tớ mà vua sai đến. Trước những hành vi bất xứng đó, vị vua đã nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và tiêu hủy thành phố của chúng. Chúng ta dừng lại để suy nghĩ về thái độ của chúng ta trước lời mời gọi tham dự bàn tiệc thánh của Chúa. Chúng ta có chuẩn bị sẵn sàng và đến với thái độ tự do vui mừng khi được chia sẻ bàn tiệc với Chúa? Chúng ta có tôn trọng những người đến mời chúng ta hay những người đã vất vả chuẩn bị mọi thứ cho chúng ta bằng thái độ biết ơn hay lên án, chê trách làm tổn thương tha nhân? Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết cảm nhận niềm vui khi tham dự bàn tiệc thánh, và xin cho chúng ta biết sống tâm tình chia sẻ yêu thương khi được đồng bàn với Chúa và với nhau.